Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA lên đọc quyết định thành lập viện và danh sách các thành viên lãnh đạo. Chúng tôi cũng xin trực kính mời ông Dương Quang Châu, ông Nguyễn Ngọc Dũng, ông Nguyễn Minh Tuấn, bà Lê Hải Yến và ông Lê Trung Kiên lên sân khấu để chúng ta nghe quyết định. Quyết định điều 1, nay bổ nhiệm ông Dương Quang Châu, trình độ chuyên môn bác sĩ lương y, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Điều 2, ông Dư Quang Châu chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm được hưởng quyền lợi các chế độ đãi ngộ theo điều lệ của Viện. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng ban chức năng của Liên hiệp UIA, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm và ông Dư Quang Châu trưởng quyết định thi hành. Nơi nhận như điều 3, A17 Bộ Công an, Hội đồng Trung ương Vista. Và cái quyết định tiếp theo là bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Dũng, trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Viện Phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Điều 2, ông Nguyễn Ngọc Dũng chịu trách nhiệm giúp việc cho Viện trưởng trong việc điều hành các hoạt động của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm và được hưởng quyền lợi các chế độ đãi ngộ theo điều lệ của Viện. Và điều lưu ý, ông Nguyễn Ngọc Dũng còn có một nhiệm vụ nữa, tức là ông Nguyễn Ngọc Dũng lại là Phó Tổng Giám đốc UIA, lại là vừa Bí thư chi bộ trực thuộc của UIA. Quyết định điều 3, quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các phòng ban chức năng của Liên hiệp UIA, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm và ông Nguyễn Ngọc Dũng trưởng quyết định thi hành. Một quyết định nữa là bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn, trình độ chuyên môn kỹ sư kỹ thuật điện, giữ chức vụ Viện Phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Ông Nguyễn Minh Tuấn chịu trách nhiệm giúp việc cho Viện trưởng trong việc điều hành các hoạt động của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm và được hưởng quyền lợi các chế độ đãi ngộ theo điều lệ của Viện. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các phòng ban chức năng UIA, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm và ông Nguyễn Minh Tuấn chịu quyết định thi hành. Một quyết định bổ nhiệm nữa là bổ nhiệm bà Lê Hải Yến, trình độ chuyên môn cử nhân ngoại ngữ, giữ chức vụ Viện Phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Điều 2, bà Lê Thị Hải Yến chịu trách nhiệm giúp việc cho Viện trưởng trong việc điều hành các hoạt động của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm và được hưởng quyền lợi các chế độ đãi ngộ theo điều lệ của Viện. Một quyết định nữa, bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên, trình độ chuyên môn cử nhân công nghệ thông tin, giữ chức vụ Viện Phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Ông Lê Trung Kiên chịu trách nhiệm giúp việc cho Viện trưởng trong việc điều hành các hoạt động của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm và được hưởng quyền lợi và các chế độ đãi ngộ theo điều lệ của Viện. Vâng, đây là các quyết định thành lập Viện và các quyết định bổ nhiệm, và tôi sẽ xin trao cho Viện trưởng và các vị Viện Phó của Viện. Thập trì đạo hay thập trì liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ:
Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.